Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay lên cho anh em một con siêu phẩm Isiki E3100. À, dung tích là 1.006 lít. Đây, mã số seri là 061858. Con này phải nói là cực kỳ vip luôn. Anh em có thể coi là anh em thấy cái chi tiết nè, máy móc rồi nè, anh em thấy không? Đó, coi dầu bét dầu heo. À, chẳng phiếu luôn. À, cái này nó xài hai bơm chờ ha. À, nhưng mà này nó không có bơm. Đây thì máy này thì nó có kết nước. À, lộn. Cái này thì nó có bô lửa. À, bô lửa nó dắt qua bên hông. Ừ, máy móc nè, anh em dòm cái nước nhôm của nó nè. Coi dầu bảy màu nè. Đặc biệt của con này có một cái em muốn giới thiệu cho anh em, đó là nó xài bét kim anh em. À. Thấy à. Isuki mà E3100 xài bét kim nữa. Đây cái thứ này thì nó nói anh em chứ hả? Mạnh hèn hỏi gì. Đây, đề nè. Anh em giờ cục đề nè. Rất là đẹp luôn. À, lóc liếc nè, xanh nâm. À, mấy cái chân này là em gắn vô đó nha. Đó. Đây nè. Từng chi tiết luôn này nè. Ổng à. Cực kỳ đẹp luôn. Những cái chi tiết đây nè, nè anh em thấy không? Chiếc nhôm của nó nè, đây ốc ác rồi nè anh em thấy không? Đó, nè từng đường chỉ keo rin của nó còn nè, đó anh em thấy không? Đó từng đường keo rin của nó đây nè, đó anh em thấy không? Đó xuất sắc luôn anh em. Ừ, nè cổ nước mà nó còn như vậy nữa thì anh em biết rồi, nó ít xài cỡ nào phải không? À, từng bù lon con tán này em soi rất kỹ cho anh em xem ha. Đó, bét nè. Rồi cái co dầu nè. À, anh em thấy không, chưa hề có cái dấu xả gió xả giống gì luôn. Còn cái lát nè, dòm cái bánh chớn là biết rồi ha. À, con này là tua cực kỳ cao luôn. Con này thì nó rơi vào khoảng 25 HP, nhưng tua nó phải nằm giá 4.000. Cái này em rớt cái thùng phát điện cách âm ra. Con Isuki hôm qua cũng đăng bán cho anh Nên ở Cà Mau rồi ha. Thì cảm ơn anh em đã luôn quan tâm, tin tưởng, ủng hộ cửa hàng em ha. Đó thì hôm nào thì đi hôm đó thôi. Đó chứ em không có giam đơn lại cho anh em ha. Đó. Đây. Đó. Cốt đây nè. Đó, 12 triệu. Ừ. Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Đó. Máy móc nè anh em thấy không? Cực vip luôn. Xài đặt sạc lớn luôn nè anh em. Con này một thì anh em về đấu bắt điện, hai là nếu mà ấy thì chạy vỏ, con này chạy vỏ thì khỏi chê, mà nếu mà đấu bắt điện cũng ngon lắm anh em. Tua cao chân dài rồi, cao phần ngỗng bét kim thì anh em biết rồi, lắc qua tua là nó nổ rồi. Bét kim, bét kim là nó phun trực tiếp nha anh em, là nó phun trực tiếp từ từ heo từ bét nó tung xuống cái đầu của tông luôn chứ nó không qua sam. Rua thả ghê rồi chứ, này mà anh em gắn cái kích nước vô nữa ha, kéo cùng đi mô ha. Ui chà, đây này nó còn xuống nữa, nhỏ nữa. Đó, anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với em ha. Số điện thoại em để trên màn hình video. 0972547272 số của em. Đó. Con này thì để cho anh em với giá là 18 triệu nha anh em. Cực kỳ hiếm, cực kỳ bền, cực kỳ ngon,
chung là lâu lắm rồi em mới gặp lại được một con như vậy, siêu vip luôn, tài mãn đời không ư. Mai móc vào rồi, xin cảm ơn anh em đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cửa hàng em ha. Một lần nữa xin cảm ơn anh em. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.